con bầu lúc đó là 2 tháng rưỡi rồi, hơn hai tháng rưỡi gì đó, là giống như là cái tâm lý mình bị bầu nữa, không biết hay sao nữa, mà nó ức chế quá rồi có một lần em tự tử nữa. Mới An Giang, năm nay 27 tuổi. Tại là đang có ba, mẹ, em gái và bé, con của em. Ba thì bằng ruộng với trồng bắp. Mẹ thì lúc trước mà lúc mà mẹ chưa bệnh á thì mẹ vẫn có thể phụ ba là cũng đi mằn. Lúc mẹ bệnh tới giờ thì nói chung là mẹ không có lao động nữa, chủ yếu là nhờ vào ba. Mẹ chỉ ở nhà cơm nước rồi nhà cửa. Đúng bé thì em đưa nó đi học. Năm rồi tôi bị viêm cổ tử cung á, rồi đi lên bệnh viện Từ Dũ á, thì người ta khám đi cũng mấy lần đó, rồi lên thì mới đầu người ta nói để người ta theo dõi mấy lần sau nữa mới đi lên. Lên thì người ta cho kết quả biết là nó có dấu hiệu sợ qua ung thư á, thì người ta nói thôi đi cắt luôn. Đi một chuyến là 2-3 cái bệnh viện cái 4-5 triệu. Mấy năm đợt bệnh tới giờ, mấy năm nay là nó hơi nó mệt. Rồi đi lo cho nhỏ cháu nữa đó, rồi tài ở trọ. Suốt một tháng, hơn một tháng là nghe nói quá, đó bà cường quá. Rồi cho nên là em quyết định là bỏ học luôn để đi theo lấy chồng. Nói chung là do cái sự mà may nó không có cái sự quen biết nhiều á. Cái duyên nó, cái tình cảm nó không có nhiều, nó chỉ là cái duyên gặp gỡ thôi. Nó còn mới mẻ quá. Rồi cho nên là về được có khoảng chừng vài tháng là bắt đầu nó có những cái mâu thuẫn, rất là nhiều lần mâu thuẫn luôn. Hai có khi là dàn xếp là để hai bên nội ngoại họp mặt với nhau để dàn xếp hai đứa. Dàn xếp xong rồi 2-3 ngày sau thì tiếp tục cũng lại có cái mâu thuẫn nữa. Giống như nó đã có cái tì đó rồi, mình không giải quyết được vấn đề nữa. Rồi sau một thời gian là con bầu được lúc đó là 2 tháng rưỡi rồi, hơn 2 tháng rưỡi gì đó. Là giống như là cái tâm lý mình bị bầu nữa, không biết hay sao nữa, mà nó ức chế quá rồi có một lần em tự tử nữa. Khi mà có bé rồi cảm thấy cuộc sống nó vui hơn nhiều lắm. Nói chung là đi thì thôi nhưng mà về nó nhớ tất cả mọi thứ mình phải làm, mình phải làm để mình có tiền mình lo cho con mình, tại vì con mình là không phải lo hết á. Chỉ là có một mình lo thôi. Cho nên là tại giờ em chỉ cố gắng là đi làm kiếm tiền về phụ cho gia đình, cho ba mẹ, rồi với là nuôi bé thôi, chứ cũng chưa có hề ý định là sẽ là đi thêm bước nữa hoặc là lấy chồng. Lớn tuổi nữa, rồi lúc đó ai sẽ lo cho nó? Mình thì lương không có đủ, không có đủ để trang trải cho hết. Cho nên là mặc dù là rất là muốn nhưng mà mình tự nói với mình là mình phải cố lên, tại vì mình cố lên không phải gì cho mình, còn gì con mình, gia đình ba mẹ mình nữa. Mình cố lên vì tất cả mọi người. Trúc ơi, mẹ sinh con gà là mẹ chưa bao giờ hối hận hết. Mẹ sẽ cố gắng làm mọi thứ để mà nuôi con khủng lớn, cho con một những điều tốt đẹp nhất mà mẹ có. Có thể là nó sẽ không đầy đủ như mọi người, nhưng mà trong khả năng của mẹ, mẹ sẽ làm hết, làm mọi thứ để mà cho con một cái cuộc sống. Tại vì mình là một gia đình, có con có cháu rồi, giá nào giờ mệt cỡ nào giờ cũng phải gán hết trơn á. Mà cũng như mình gán, mình mang vậy, mình cho nó vượt qua cái khó khăn mình vậy đó.
giới nữa là chị tròn 3 năm. Lai của chị là chủ yếu là nữ, cho nên là mấy bạn sẽ xúm lại với nhau, rồi nói chuyện, kể chuyện cho nhau nghe về cái chuyện ở nhà hoặc là trong công ty. Rồi có những cái đồ ăn gì đó thì mọi người chia sẻ ra với nhau, ngồi ăn. Và 10 phút giải lao thôi nhưng mà đầy ấp những, nói chung là rất là nhiều vui, niềm vui và tiếng cười với nhau. Samsung là một, nói chung là một công ty rất là chăm lo đến đời sống của nhân viên, rất là chú trọng tới tinh thần cho nhân viên và sức khỏe. Nói chung là tạo một cho nhân viên một cái môi trường làm việc nói chung là rất là thoải mái, không có phải áp lực nhiều. Rồi bạn bè đồng nghiệp với nhau và cấp trên với nhau cũng rất là hòa đồng, không có dùng những cái áp lực mà đè xuống cho nhân viên nhiều. Với em, Linh là một người rất là tốt, như một người chị gái luôn giúp đỡ em trong công việc. Khi bạn trở thành nhân viên của nhà máy SEHC, chúng ta đã là một gia đình. Ban chấp hành công đoàn cơ sở luôn hy vọng có thể đồng hành cũng như sẻ chia tất cả những khó khăn của các bạn trong cuộc sống. Cũng sắp sửa tới năm mới rồi con ơi. Chúc con với mẹ con, hai mẹ con được vui vẻ, hạnh phúc. Cũng như là mới tới, gần tới rồi thì thôi gác mạnh mẽ lên thì gác màn đi. Đừng cũng như là có mơ tiền đừng về đừng phụ quả cho con, lo cho con. Linh ơi, hãy mạnh mẽ vượt qua những khó khăn nhé. Linh ơi, hãy luôn mạnh mẽ, mọi người luôn bên Linh.